Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những điều cần lưu ý về hậu Covid ở trẻ em, cách chọn kem chống nắng phù hợp với từng loại da, những thông tin xoay quanh bệnh tự kỷ ở trẻ em sẽ có trong phần hỏi đáp y tế và việc cần thiết phải tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi như thế nào sẽ được phản ánh trong phần câu chuyện y tế ở cuối chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Trong thời gian qua, số trẻ em mắc COVID-19 tăng cao. Mặc dù triệu chứng của COVID-19 ở trẻ em nhẹ hơn so với người lớn, số chuyển nặng và nhập viện ít, nhưng một tỷ lệ nhất định trẻ sau khi bị mắc COVID-19 thì tồn tại kéo dài các triệu chứng như ho, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn hành vi hay mất vị giác. Hiện tượng này đang được ngành y tế và các bậc cha mẹ rất quan tâm. Ngay sau đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Năm, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên sẽ đưa ra những lưu ý về hậu COVID ở trẻ em. Biến chứng sau COVID ở trẻ em ấy thì cũng ít gặp, như là các biến chứng về bệnh lý đường hô hấp, như là viêm phổi kéo dài, ho hay khò khè kéo dài ở trẻ em thì mình cần đưa trẻ đến khám lại. Thứ hai là mình cần đặc biệt lưu ý ở trẻ em là thường gặp, có thể gặp là cái hội chứng viêm đa cơ quan với các biểu hiện như là sốt kéo dài, phát ban toàn thân hay là có biểu hiện của cái rối loạn tiêu hóa và đau tức ngực khó thở, thì cái này mình cần đến cơ sở y tế để khám và chẩn đoán kịp thời cái biến chứng. Cái biến chứng viêm đa cơ quan này thường gặp ở trẻ từ 6 đến 20 tuổi, thường là sau khi khỏi COVID từ 2 cho đến 6 tuần. Các cái mốc thời gian này mình cần theo dõi và để ý các triệu chứng thường gặp. Nếu mà được chẩn đoán là cái hội chứng đa cơ quan này thì sẽ có phác đồ điều trị đặc hiệu. Đấy, thì cái này thì mình chỉ có thể điều trị trong cơ sở y tế. Nên là cái này tốt nhất là mình có các biểu hiện nghi ngờ thì mình đưa trẻ đến cơ sở y tế khám và chẩn đoán để có những cái điều trị kịp thời nhất. Thì khi trẻ có các biểu hiện bất thường, ví dụ như là sốt, đau đầu hay là đau tức ngực khó thở này, có biểu hiện của rối loạn tiêu hóa hay là phát ban bất thường mà không tìm được nguyên nhân nào khác, thì lời khuyên tốt nhất là các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đến khám tại các cơ sở chuyên khoa nhi và có điều trị và theo dõi các bệnh nhân hậu COVID. Không nên là mình tự ý dùng thuốc ở nhà. Trong những ngày hè, việc sử dụng kem chống nắng là bước không thể bỏ qua trong quy trình chăm sóc da mặt. Vậy có cách nào để lựa chọn được loại kem chống nắng phù hợp với làn da của mình? Chị Vũ Thị Hoa, Chi hội Spa Thẩm mỹ Hưng Yên sẽ tư vấn giúp quý vị ngay sau đây. Thường thường thì chúng ta sẽ không biết cách thế nào để lựa chọn một loại kem chống nắng để phù hợp với loại da, nhất là mùa hè. Với cái chương trình sẽ tư vấn cho mọi người chúng ta làm thế nào để sử dụng kem chống nắng tốt nhất cho từng loại da của mình nhé. Da của người Việt Nam chúng ta thường thường sẽ có 5 loại da. Da dầu là một loại da mà thiên về dầu, nó sẽ tiết dầu nhiều hơn da thường rất là nhiều. Lỗ chân lông thường sẽ bị to và hay bị mụn. Chính vì vậy chúng ta nên sử dụng loại kem chống nắng vật lý. Nó sẽ có một lớp màng bảo vệ bên trong và sẽ không gây bít tắc lỗ chân lông, và nó có thành phần kìm dầu, nó làm cho da của chúng ta sẽ bớt dầu đi và khô thoáng hơn rất là nhiều. Da khô thì thường thường chúng ta sẽ không bị mụn, nhưng mà chúng ta lại bị nhăn rất là nhiều, bị lão hóa rất là nhanh. Chính vì vậy chúng ta cũng nên phải sử dụng kem chống nắng thế nào cho hợp lý. Kem chống nắng dành cho da khô thì chúng ta nên sử dụng loại kem chống nắng vật lý chỉ số SPF khoảng tầm 45 đến 50 cộng. Chúng ta nên sử dụng loại kem dạng xịt, dạng gel nhẹ, chứ đừng để cho nó bờ trên bề mặt. Nếu mà nó bờ trên bề mặt á thì nhìn nó sẽ bị bết dính, không tốt cho cái loại da và thẩm mỹ cũng không được đẹp. Tiếp theo là da hỗn hợp. Da hỗn hợp là da thiên dầu vùng chữ T. Vùng chữ U của mình là nó sẽ là da khô, da bình thường, còn vùng chữ T nó là da dầu, lỗ chân lông to. Chính vì vậy sử dụng một loại kem chống nắng hợp lý cho cái da hỗn hợp cũng là một cái việc rất là khó. Chúng ta cũng có thể sử dụng kem chống nắng loại SPF khoảng từ 40 đến 50 cộng, và hóa học hoặc vật lý đều được. Vì da thiên dầu của người Việt Nam mình thì là da dầu vùng chữ T rất là nhiều, và các nhà sản xuất cũng đã nghiên cứu rất là kỹ để đưa ra những cái dòng kem chống nắng phù hợp cho các loại da. Chính vì vậy chị em cũng nên lựa chọn loại kem chống nắng khoảng chỉ số SPF từ 40 đến 50 cộng
Và một loại da nữa là đó chính là da mụn hoặc da nhạy cảm, là cái da khiến cho chị em phụ nữ chúng ta rất là khó chịu, không thể sử dụng được bất cứ một loại mỹ phẩm nào mà nó ổn định cả. Tại vì nhiều khi chúng ta sử dụng mỹ phẩm vào nó sẽ làm mẩn đỏ và giãn mau mạch. Chính vì vậy nên cái lựa chọn kem chống nắng cho da nhạy cảm là cái khó nhất trong tất cả các loại da. Chính vì vậy nên là chị em nên sử dụng kem chống nắng sinh học được xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Loại kem chống nắng này sẽ không gây kích ứng cho da và nó cũng là một loại kem chống nắng như một lớp màng bảo vệ, dội ngược lại tia UV. Chị em nên lựa chọn thật kỹ với cái làn da nhạy cảm là chúng ta sẽ sử dụng kem chống nắng vật lý. Kem chống nắng thì thường thường chúng ta sẽ sử dụng sau các lớp kem dưỡng. Khi sử dụng chị em nên lấy một lượng nhỏ bằng hạt đỗ ra tay như thế này và sau đó mình chấm làm 5 điểm và chúng ta không dùng tay để quệt mà chúng ta sẽ vỗ đều. Vỗ cho tới khi mà mình cảm giác như là kem chống nắng nó thẩm thấu hết vào trong da rồi thì lúc bây giờ mới là đạt hiệu quả nhất. Thường thì các loại kem chống nắng hóa học thì chúng ta sẽ vỗ kem chống nắng trước 15 phút, sau đó chúng ta hãy ra ngoài. Thường thường thì các chị em đi biển thì lên sử dụng 2 tiếng một lần. Chỉ số SPF khoảng 50 cộng chúng ta đi ra ngoài thì sử dụng kem chống nắng 2 tiếng một lần. Còn nếu như mọi người chị em ngồi trong văn phòng thì lên 4 tiếng đến 5 tiếng sử dụng một lần. Còn nếu như ngoài trời nắng bình thường như thế này có thể là 4 tiếng, 3 tiếng chúng ta sử dụng một lần. Như vậy sẽ đạt hiệu quả tối đa cho tất cả mọi người. Kỷ là một dạng rối loạn phát triển về nhiều mặt, song chủ yếu là rối loạn về kỹ năng quan hệ xã hội, giao tiếp bằng lời nói và hành vi bất thường. Ngày nay số trẻ mắc bệnh tự kỷ ngày càng tăng lên, điều này khiến cho các bà mẹ cảm thấy lo lắng. Bệnh phổ biến như vậy, nhiều trẻ mắc như vậy nhưng họ lại không hiểu rõ về căn bệnh tự kỷ, thành ra việc phát hiện và phòng tránh bệnh khá khó khăn. Vậy nguyên nhân trẻ tự kỷ là gì và cách phòng tránh như thế nào? Thì ngay sau đây, thạc sĩ tâm lý Lê Thị Oanh, Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên sẽ chia sẻ tới quý vị về nội dung này. Rối loạn phổ tự kỷ này thì nó có nguyên nhân đầu tiên là cái sự bất thường trong cái cấu trúc của não bộ và do cái sự bất thường về gen. Tức là cái đứa trẻ khi sinh ra đã bị tự kỷ rồi chứ không phải là sau khi sinh ra thì mới bị tự kỷ. Rối loạn phổ tự kỷ này có những trẻ thì nó biểu hiện sớm ở cái lứa tuổi khoảng 2 đến 3 tuổi, nhưng có những trẻ thì nó biểu hiện muộn hơn khoảng từ 3 đến 4 tuổi. Chính vì vậy thì là cha mẹ rất dễ nhầm lẫn cái việc là môi trường thiếu giao tiếp này, cho con xem TV điện thoại nhiều này thì có thể khiến trẻ bị tự kỷ. Tuy nhiên thì ngày càng có nhiều cái nghiên cứu chứng minh ra rằng là trong cái cấu trúc của não bộ của trẻ nó có sự bất thường so với những cái trẻ bình thường khác. Cái nguyên nhân thứ hai đó là nguyên nhân di truyền. Tiếp nữa là cái vấn đề về cha mẹ. Nếu mà trong gia đình có cha mẹ hay là người thân này mắc các cái rối loạn về tâm thần hay tự kỷ thì khả năng sinh ra con bị tự kỷ cũng cao hơn với các cái gia đình khác. Và cái nguyên nhân thứ ba là những cái nguyên nhân về cái yếu tố nguy cơ như là trong quá trình mang thai là sinh nở của người mẹ, ví dụ như là trong quá trình mang thai mẹ bị nhiễm độc này, rubella này, hay là trong cái quá trình sinh nở con bị ngạt này, bị thiếu oxy sinh thiếu tháng này, nhẹ cân này, rồi những cái vấn đề mà liên quan đến quá trình sinh nở ấy thì nó làm tăng cái nguy cơ trẻ bị tự kỷ cao hơn với những trẻ khác. Trẻ gặp cái rối loạn phổ tự kỷ thì nó đến từ những cái yếu tố bên trong, yếu tố về gen này, về cái cấu trúc não bộ thì những cái yếu tố này thì mình không thể phòng tránh được. Tuy nhiên thì mình có thể phòng tránh được từ những cái yếu tố như là làm tăng cái nguy cơ trẻ bị tự kỷ, như là trong quá trình mang thai sinh nở ấy thì bố mẹ kiểm soát cái quá trình mang thai rồi quá trình sinh nở của mình nó tốt hơn để có thể phòng tránh những cái yếu tố mà nguy cơ cao dẫn tới trẻ bị gặp rối loạn phổ tự kỷ. Con mình bị tự kỷ thì đầu tiên đó là cha mẹ cần can thiệp sớm và can thiệp kịp thời. Cái việc là can thiệp sớm và can thiệp kịp thời thì nó sẽ để tránh cho trẻ đi qua cái giai đoạn vàng. Trong cái tiến trình phát triển của trẻ thì cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi được coi là cái giai đoạn vàng trong cái sự phát triển của trẻ, đặc biệt là giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Nếu để trẻ càng lớn thì cái việc là can thiệp học tập của trẻ thì nó sẽ càng khó khăn. Chính vì vậy là cần can thiệp sớm càng tốt. Thứ hai là tham gia các hội nhóm về hội nhóm phụ huynh có con tự kỷ này, tham gia các buổi tập huấn chia sẻ kiến thức để có thêm cái kiến thức có thể hỗ trợ con trong cái quá trình can thiệp. Hiện nay thì có
có rất là nhiều những cái phương pháp để can thiệp cho trẻ tự kỷ, và có rất là nhiều cái những cái phương pháp mà chưa được kiểm chứng là có hiệu quả. Hiện nay thì có những cái phương pháp đã được chứng minh có hiệu quả như là cái phương pháp ABA này, Frotham này, hay là những cái phương pháp kết hợp như là ISDM ấy, thì cha mẹ nên tìm nhà chuyên môn để lựa chọn được cái phương pháp phù hợp cho con mình, bởi là mỗi cá thể, mỗi trẻ tự kỷ là một cái đối tượng khác nhau, không có hai trẻ tự kỷ giống nhau. Chính vì vậy là mỗi phương pháp lại có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Chính vì vậy là cái việc là tìm một cái nhà chuyên môn để trao đổi và để tìm cái phương pháp can thiệp cho con mình là cái việc là cực kỳ cần thiết. Khi mà có cái phương pháp mới để điều trị khỏi trẻ tự kỷ thì bố mẹ cũng nên tham khảo nhà chuyên môn để tránh việc là làm tốn thời gian của con, rồi tốn kém về mặt cái chi phí. Và cuối cùng ấy là cái việc là 1/3 trẻ tự kỷ thì rất dễ gặp phải cái bệnh động kinh. Chính vì vậy là cha mẹ cần phát hiện sớm và kịp thời để có thể là điều trị cái bệnh động kinh, vì là bệnh động kinh thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cả quá trình học tập và phát triển của trẻ. Chính vì vậy là cần phát hiện sớm để có thể điều trị kịp thời. Đó là những cái điều mà cha mẹ nên làm. Thưa quý vị, theo khảo sát, nhiều phụ huynh tỏ ra đồng tình với kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, vẫn có một số ít phụ huynh còn e ngại về tác dụng phụ có thể đến với con em mình sau khi tiêm phòng vaccine. Theo các chuyên gia, việc tiêm vaccine cho trẻ ở nhóm tuổi này là cần thiết để bảo vệ sức khỏe các em và cả gia đình. Gia đình chị Dung ở thành phố Hưng Yên có hai con nhỏ 5 tuổi và 8 tuổi nằm trong đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần này. Bản thân hai cháu chưa mắc COVID-19 nên sự lo lắng của gia đình càng nhân lên gấp bội. Khi nhà trường gửi phiếu khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, gia đình cũng chưa thống nhất quan điểm nên hay không nên tiêm cho con. Xin ý kiến các phụ huynh đồng ý tiêm cho con hay không? Có một chút băn khoăn sợ sẽ có những ảnh hưởng đến các con. 90 đến 100% phụ huynh đều sẽ có băn khoăn như thế, chứ cũng chẳng ai yên tâm hoàn toàn cả đâu. Thế nhưng mà xét cho cùng thì cái tình hình dịch bệnh bây giờ thì nó cũng khá là phức tạp. Mà con nhà mình thì chưa bị COVID, ra trường thì rất là nhiều bạn, tập thể rất là đông thì mình cũng rất là lo lắng. Để lựa chọn giữa việc tiêm và không tiêm thì mình vẫn đồng ý tiêm cho các cháu. Lo lắng, bất an là tâm trạng của phần lớn phụ huynh có con trong độ tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 lần này. Tâm lý lo sợ vaccine sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này của trẻ, khiến nhiều bậc cha mẹ chưa đưa ra quyết định có nên tiêm cho con hay không. Nhà tôi là có hai bé sẽ tiêm trong đợt tới này, một cháu 13 tuổi, một cháu 11 tuổi. Nhưng mà tôi cũng rất là lo lắng là không biết là cái tiêm thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu sau này không. Đang đặt ra vấn đề để xem là có lên tiêm cho hai cháu hay không. Gia đình nhà tôi có một cháu 7 tuổi và nhà trường cũng có thông báo để gửi phiếu về nhà để xem là phụ huynh có đồng ý cho tiêm hay không. Tôi vẫn thắc mắc và băn khoăn là cũng sợ rằng là cháu trẻ con nó chưa phát triển hết ý. Thì sợ sau này là ảnh hưởng ví dụ như đến sức khỏe sinh sản của cháu. Nhưng mà bây giờ không còn lựa chọn nào khác thì thôi, vẫn phải đồng ý để tiêm cho cháu để bảo đảm cho sức khỏe. Báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ cho thấy, việc tiêm hai mũi vaccine Pfizer trong vòng 5 tháng giúp làm giảm 31% số trường hợp mắc COVID-19 do chủng Omicron ở trẻ từ 5 đến 11 tuổi, đồng thời giảm 45-51% số trường hợp phải điều trị cấp cứu ở trẻ từ 5 đến 15 tuổi. Hiện không có bằng chứng nào cho thấy vaccine phòng COVID-19 gây ra các vấn đề lâu dài về khả năng sinh sản ở nữ hoặc nam giới. Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi lợi ích rất lớn. Thứ nhất là giảm vấn đề nguy cơ tử vong cho trẻ. Thứ hai, tạo kháng thể cho các cháu. Thứ ba là vấn đề tăng miễn dịch cộng đồng. Nếu mà trẻ em không được tiêm thì cái nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cũng nguy cơ tử vong là rất lớn. Khi các cháu đã bị COVID rồi thì vẫn cứ phải tiêm, và tiêm sau khi khỏi bệnh tầm 3 đến 6 tháng. Hưng Yên có gần 162.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt này. Sở Y tế Hưng Yên đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở hạ tầng để có thể triển khai tiêm cho trẻ ngay khi được Bộ Y tế phân bổ vaccine. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài, ứng dụng Hưng Yên TV Go, YouTube truyền hình Hưng Yên HITV, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 và website hungyentv.vn. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.